Xin chào anh chị nhé. Hôm nay mình đang đứng đây thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì trước mặt mình đây là con đường 17m, rộng 17m. Thì có một lô đất là ngang 10, sâu 35, thổ cư 50, cần bán anh chị nhé. Đường này ra bến xe Thành Công, DT741 luôn. Đó, nhìn thấy không ạ? Thì ở đây người ta đang bán cái giá có 1 tỷ mốt cái nền này thôi, rất là rẻ. Đất vuông vức bằng phẳng, sổ hồng chính quy, chính chủ luôn. Đó. Thì anh chị quan tâm đến cái nền đất này thì liên hệ cho mình thông qua số điện thoại 0918 645 130. Xin cảm ơn chào anh chị nha.